test xe nha. Này cực bốc luôn. Đang thử số test xe rồi. Nó chỉ đang bị cái tạch 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 cái dây thôi. Nó cái dây nó hơi trùng, nó hơi cọ. Sau là đẹp 16934 nha. Con này xe sẽ dọn, nếu mà đưa vào dọn thì nó sẽ đẹp hơn. Cửa kính của nó là mất hết rồi nhá, nó chỉ còn kính trước thôi. Đùi điếc thì còn khô rang chưa có tí gì nhớt luôn. Đèn bụng còn ok hết nhá. Hai lốp đều còn ok này. Có thể đi kéo mọc thì đúng bài luôn. Máy móc này, máy con này cực êm luôn. Đầu video mình đã cho các bác nghe máy rồi nha. Tại do bình tháo rồi, nên tắt máy để cho nó êm, mình quay video cho nó dễ. Giá nó thì mình nói luôn đó, là 140 triệu. Đầu không. Lốp điên này, của nó còn đẹp này. Đẹp này. Con này để cả có tháng các bác đề hoắt nóng lộ à. Máy móc ngon lắm, để nhẹ nhàng thôi. Dòng Isuki mà. Dòng Isuki ít phải sưởi lắm. Lốp điếc cũng còn ok hết chưa. Lốp này chạy mọt rồi bám đường mới sướng này. Tại test xe từ nãy giờ chơi chết hết đường như thế này. Máy móc thì nguyên zin nhá. Cho nó hơi tối là mình trong góc nó tối quá mình quay không được. Đang có mấy khách xem xe để máy kéo bình đi rồi. Bình nó để cái này này. Số của em nó thì còn nguyên zin nguyên chỉnh nhá. Con này chưa dọn, nếu mà đưa dọn này thì nó sẽ đẹp hơn. Các bác nào nhớ nhu cầu thì cứ đến ấy xem xe thì dọn thôi. Mà không có bình mình không thử xe được. Vừa nói cái này là số nó còn ngon, vừa nãy mình thử xe rồi. Vừa nãy anh có anh kia anh thử xe ấy. Các bác nào mình giáo cho các bác xem này, tổng thể con xe này. Bác nào có nhu cầu thì cứ đến xem xe nhá. Em bảo con tum nha. Rồi chào các bác nha.